Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Chủ nhật thứ 27 mùa thường niên 5A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tá điền thuê rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán: Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: Chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy, tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho chỗ sinh hoa trái. Suy niệm. Qua dụ ngôn những người tá điền sát nhân trong vườn nho, ta thấy hình ảnh của dân tộc Israel đã ra tay giết hại các ngôn sứ do Thiên Chúa sai đến, và sau cùng là giết chính người con của Thiên Chúa. Qua đó, Thiên Chúa cho ta thấy sự nhẫn nại của Người trước những ác tâm của loài người. Tự vấn. 1. Những người tá điền đã bắt người con thừa tự của ông chủ mà giết đi để chiếm lấy vườn nho. Còn tôi, có khi nào tôi làm hại hay xúc phạm đến các sứ giả của Chúa bằng lời nói hay hành động của tôi không? 2. Giáo xứ cũng là vườn nho của Chúa, và mỗi người trong giáo xứ cũng là những thợ làm vườn nho. Vậy có khi nào tôi cũng giống như các tá điền kia, để rồi đánh người này, giết người kia và ném đá người khác không? 3. Giáo xứ cũng là vườn nho của Chúa. Vậy tôi có biết cộng tác với Chúa và cộng tác với nhau để làm cho vườn nho giáo xứ mỗi ngày một phát triển và sinh hoa kết trái không? 4. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, 2000 năm đã qua, nhưng bài học của dân Israel thuở xưa vẫn còn in đậm trong cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng
Ngài không còn hiện diện nhãn tiền nữa, nhưng Ngài có đó trong giáo hội và những người dạy dỗ chúng con, để chúng con biết khiêm nhường, mở lòng đón nhận lời Chúa, và cuộc sống chúng con luôn là hoa trái tốt tươi từ cây tình yêu bao la của Chúa. Amen.